Và lời đầu tiên cho mình gửi đến cả nhà lời chúc sức khỏe, lời thăm hỏi nhiệt tình, lời chào trân trọng nhất. Và kính thưa cả nhà, hôm nay sáng sớm mình cùng bác ba Tân Phú đi bứng măng. Sẵn đây quay chia sẻ cho cả nhà xem. Đây, đây cha mình đi bứng măng cả nhà. Đây thu hoạch măng tre tư quý. Cắt bằng sữa không? Người ta có cái đồ bứng nó lẹ hơn mình cắt không? Cái sứa này nó hơi lục nè, lục sứa bén nãy giờ cắt. Măng này bự bự à. Nó hơi cao cao rồi. Con gì ăn nó ngon. Măng này nó... Ôi, cà bá lửa là một măng này tới ký mấy, 2 kg đó. Tại mình để nó. Măng nó non hơn á. Măng này non. Măng này mình làm đây. Dưa chua. Làm măng chua. Làm măng chua nha cả nhà. Hai một măng này cỡ 3 kg. Không cần. Nghe thấy không? Bứng được 2 bục măng cà bá cả nhà. Ông đi vô cả nhà ơi. Giờ tới nhà giờ lột măng nha. Lột măng nha. Lột măng. Cứng à? Lột